Ôi, ca sĩ. Oh my god. Oh my goodness. God. Hello. Hello, come here. Trời ơi, Hiểu ca sĩ ơi. Trời ơi, đi đâu vậy? Đến rồi. Trời ơi. Đang đi đâu vậy? Một tràng vỗ tay thật lớn cho ca sĩ Suli Hello. Ủa, em đâu vậy? Dạ, em đi chơi ạ. Xin chào mọi người. Chào. Chị ghé đúng giờ rồi chị ơi. Ôi xinh đẹp quá. Bây giờ thì... các bạn cho anh hỏi là các bạn thấy Suli Hạ Linh có đẹp không ạ? Tuyệt vời. Vâng, và ngay sau đây sẽ là lời kêu gọi bán hàng giùm Duy Khánh ạ. Cái gì giúp anh ơi? Chết rồi, hôm nay thì ở đây là dàn cast rất là đầy những trai xinh gái đẹp ở đây thì em mong là mọi người sẽ mua ủng hộ cho dàn cast rất là nhiều bánh tráng đúng không ạ? Rất nhiều bánh tráng mọi người ơi, bên tay trái mọi người. Mật nho. Dạ, bên này là bánh tráng, bên này là mật nho. Bên này cũng có mật nho. Dạ, hỏi thăm Suni Hạ Linh tí xíu đi, là Suni Hạ Linh là đang ở đâu mà sao tự nhiên thấy mọi người buông quá thì buông mới biết là Suni luôn á. Tại vì thực ra hôm nay em đi du lịch ở đây. Thấy được cái sự vui nhộn của khu vực này được lưu vững và huyên náo. Bé ơi mua hàng đi bé. Mua rồi. Bên nào? Bên ok, hát tiếp đi cưng. Ê, mua hàng bên đây mà không mua hàng bên đây vậy? Mình cũng gọi là bạn mà Sony. Dạ, chào ngài, con chúng em xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn. Hey. Ok, bye. Thank you. Điều gì anh chưa bằng người ơi. Con trai của An khỏe không? Mua sinh ở chợ đêm. Xuống Ninh Thuận chơi con trai. Bữa nào về đi đá banh với ba nha. Hỏi ba vụ gì? Cái số tiền hôm trước là con có 350.000 đó là một đưa lại cho ba luôn á. Hôm nay bây giờ mới em gửi cho chương trình để lên. À trời ba hút ngon nè, đưa cái má coi. Đưa cái má lên coi. Đó, ba hút con trai của ba nha. Cảm ơn con trai cho ba tiền nha, ba khổ quá rồi. Ba cảm ơn nha, bắn tim. Hey, mọi người ơi, giơ tay nào, đừng cuối giờ rồi, mình vỗ tay cho sớm. Cái người này không? Rồi khi đắm say tình yêu mới. Thời gian đấy. Chào bên em. Em cảm ơn chị nhiều. Dạ, chúc chị một buổi tối vui vẻ ha. Mỗi chai 100 thôi. Hồi nãy là tới 120-150 rồi á. Trời ơi, ủa mấy người chị có mua ủng hộ tụi em chưa? Chị này cũng 100.000 thôi ạ. Em ơi có lẽ nào được buồn khi đã sống bên nhau. Em chưa bao giờ phải như thế này bao giờ luôn á. Ủng hộ giùm chị. Chị em ủng hộ giùm em được không? 70.000 mà nãy em bán 150 mà bây giờ em còn dây cuối cùng luôn. Dạ cảm ơn, ai chờ em sẽ em đón tiền nha. Chết rồi, để em kiếm 10.000 nha chị. Dạ chị chờ em xíu. Dạ khỏi luôn á chị, dạ em cảm ơn chị. Để ơi, cho đứa bà đứa giờ. Để còn ai món mua giùm em đây. Để ngồi cái đứa, để bố hộ em bây giờ. Chỉ còn hai món này cuối cùng thôi. Rồi em phải đi. Em ơi, bố hộ em bây giờ chỉ còn hai món cuối cùng rồi. Cảm ơn mọi người. Hết chưa? Yeah. Khánh ơi. Dạ, mọi người cũng biết Huy Khánh với Duy Khánh là hai anh em đi xuyên suốt trong cái chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh. Song Khánh thì sẽ luôn muốn mang đến một cái điều gì đó rất đặc biệt. Trong đêm nay ở cái địa điểm chợ đêm của chúng ta thì Huy Khánh sẽ có một cái món quà để xem như là dành cho mọi người. Nhưng mà mọi người cũng hãy thể hiện cái tình cảm lại đó với anh em tụi em bằng cách đưa ra những cái mức giá mà nó tươi tươi. Cái mức giá nó hấp dẫn chút xíu. Xem như đó là cái cách để giúp cho anh em tụi em đi còn cả một cái hành trình dài sắp tới nữa thưa các anh chị. Thì Huy Khánh ơi, hôm nay cái món đồ mà em muốn dẫn đến cho mọi người là món đồ gì? À, Huy Khánh thì rất là thích đội nón à. Và hiện nay trên đầu Huy Khánh có một cái nón đội từ nãy giờ bung ba bán hàng với điểm 150.000 thôi ạ. Cánh tay, ủa quay phim giờ lên hả nhiêu nói em? 200 và 200 350.000 700.000 Dạ phép con hỏi cô tên gì ạ? Tên Hà, mua cho
là cháu ngoại. Dạ 700 ngàn, bà ngoại đưa ước giá 700 ngàn thưa bà con. Thôi con bán luôn, đừng có ai trả nữa. Là... tình cảm bà ngoại dành cho cháu mà. Rồi ra đi con trai. Bà chốt giá. Quên cắn ký tặng cho bé chưa? Ký chụp rồi với con. Bây giờ con tên gì? Dạ Vũ Ngọc Anh Khôi. Vũ Ngọc Anh Khôi, cho gửi lời hỏi thăm gia đình mình luôn nha bà ngoại. Dạ cảm ơn bà ngoại vì yêu thương cháu cũng như là yêu thương Quy Khánh đã ủng hộ cho chương trình, đặc biệt là cho Quy Khánh với cái mức giá là 700 ngàn cho chiếc nón này. Đây là cái khăn mà Khánh đã đeo gần như là các chương trình truyền hình thực tế gần đây. Nó cũng là một kỷ niệm rất là đẹp với Khánh. Khánh ơi em cho mức giá đầu tiên em 100 ngàn. 100 ngàn dễ quá bà con. 100 ngàn? Dạ. Chưa có lần thứ nhất. Ủa? 300 ngàn rồi, 300 ngàn rồi. 400 ngàn. 500 ngàn. 500 ngàn. Trời ơi, khoan, mày lần thứ mấy rồi? Lần thứ nhất 500 ngàn, lần thứ hai. Còn ai cho mức giá cao hơn mà 500 ngàn, lần thứ ba. Dạ rồi, dạ. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Đây là một cái quà, đẹp không ạ? À? Đẹp, đúng không? Và em chưa sử dụng nha. Cái hình này là hình nhân vật mới nhất của em trong cái chuỗi chương trình Truyện Thần Tiên. Dạ, em xin đưa mức giá đầu tiên 200 ngàn. Dạ. Em thấy một cánh tay rồi kìa. 500. 1 triệu. 1 triệu lần thứ nhất. Còn 2 lần nữa thôi. 1 triệu lần thứ. Trong nhà có kìa. Quy Khánh vô đi em. Bao nhiêu vậy? À, chỉ tính tiền nước mía. Trời ơi. Phải vô tay đúng lúc quá rồi, vô tay cái là tính tiền. 1 triệu 333 ngàn. Ê, bà khó chia nha. 1 triệu 333 ngàn khó chia nha. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi quay phim. Có tiền về nuôi con đi ông nội, đi quay phim cực khổ. Thương con, quạt cho con ngủ. 1 triệu rưỡi. Mọi người gọi là cái đưa ra cái giá nó cứ nhích nhẹ nhàng quá. Bây giờ mình lên một cái số cho người đời nể luôn đi. Giá là 9.999.000. Trời ơi, chuyện gì thế này? Trời ơi. 9.999.000 lần thứ 3. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Sao vậy? Em xin lỗi, ấy là... em rất xúc động là vì... có rất là nhiều người mua ủng hộ em. Mặc dù là mấy cái đồ em bán đó là ở nhà họ có hết rồi, nhưng mà họ cũng mua ủng hộ em. Hồi nãy có một anh là... anh hỏi em còn bao nhiêu đi cho sữa anh sẽ mua giúp cho em. Thì em nói là em còn vào dưới đây ly. Cái anh nói là anh mua hết, anh không cần biết là có bao nhiêu ly, nhưng mà có bao nhiêu ly anh sẽ mua hết. Ý là em bị rất là xúc động. Sau những ngày tháng ở đây thì em cảm thấy là mọi người đây rất là dễ thương và rất là hỗ trợ cho anh em ekip Đệ Nhất Mùa Sinh. Và em không biết là sau này em có còn có những cái cảm xúc này với mọi người hay không, nhưng mà cảm xúc của em hôm nay là rất là vui. Thôi ai cũng vui mà. Vui. Bữa nay rất là vui đúng không? Đúng như Khánh nói là có khi những cái món hàng đó nó không phải là những cái món hàng gì người ta quá cần thiết, nhưng mà người ta vì thương mình cho nên người ta mua những món hàng đó, thấy không? Đó là những cái lời mà mình cảm thấy rất là chân thành. Và mình cũng vậy, mình cũng mang đến cho bà con những cái niềm vui, những cái tiếng cười, những cái phần trình diễn cây nhà lá vườn của anh em chúng ta, đúng không? Cho nên là thôi, giờ không góp nữa, vui vẻ lên nè. Em với anh Nghĩa phải chia tay mọi người rồi. Thôi, không biết nói gì, cái đường cái miếng giấy này. Gì vậy? Xin chào hai bạn. Qua hai lần là hai đồng đội này thì anh chọn đồng đội nào? Thật ra đồng đội nào cũng có một cái lý thú hết. Đối với anh Nghĩa là một người từng trải, một người thông minh, một người lém lĩnh, một người lanh lợi, thì anh Nghĩa đã hỗ trợ cho anh rất nhiều. Nhưng đối với em là một chàng trai rất là mạnh mẽ, rất là nghị lực, cũng có chút yếu đuối, rụt rè, nhưng mà em đã làm được những cái việc mà anh không làm được, đó là những cái việc nặng. Không có chương trình này thì không biết bao giờ là em mới được chung một game show với tất cả các anh lớn. Em không bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày hôm nay là em sẽ được cùng game show với các anh, những người mà em thật sự là rất là ngưỡng mộ. Chúng ta tạo ra một cái không khí rất là vui đúng không? Lâu lắm rồi anh mới có một cái gọi là mình hát với nhau. Và anh cảm thấy anh năng lượng hơn rất là nhiều. Yeah. Cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn Đu Đu. Đối với em, cái
cái hành trình để những môn sinh này đã cho em có thêm được những cái kỷ niệm, những cái thước phim kỷ niệm mà sau này em nghĩ là em về già em xem lại em sẽ rất là nhớ. Và cảm ơn anh Đại Nghĩa cũng như là Hải Đăng Đu đã cho Khánh những cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Đôi chân run run, nước mắt có khi rơi lòng hoang mang. Nhưng khi đi qua mới thấy trải nghiệm này thật xứng đáng. Và mình luôn sẽ sẵn sàng. Ân Nhân ơi! Ân Nhân à! Đó, Ân Nhân của anh nè. Hôm nay em dắt lính mới tới làm nữa anh. Rồi, ok. Dạ, chào anh. Ủa anh Bình ơi! Quán cà phê của gia đình anh hả? Hôm nay em phục vụ khách cho. Đây quậy quậy cho thưa cụ chứ bao nhiêu trả hơn Ân Nhân nha. Cái này là ai mua vậy? Bạn giới thiệu với anh, đây là bạn Trang Hí. Đó, bạn Trang Hí ngoài là một nhà sáng tạo nội dung, bạn là một diễn viên mà bạn còn là một họa sĩ. Wow. Chuyên vẽ cho các trường mầm non. Dạ. Còn đây là bạn Chu Năng Dũng. Đó, bạn là ca sĩ nhưng mà bạn rất là đam mê vẽ anh ạ. À. Vẽ biếm họa. Dạ, biếm họa anh. Hiện tại là quán cũng đang rất cần hai người để phục vụ. Yeah. Tại đang khách rất là đông cho nên bữa nay là ở đây anh nhận hai người là Khánh với lại Duy Khánh hả? Tí anh Bình, hai đứa em nó mới tới lập nghiệp mà cho hai đứa đi với nhau nó bôn ba nó hiểu chuyện không anh? Vậy thì không thì Khánh chọn một người để mà ở đây phụ Duy Khánh. Tại sao anh Huy Khánh có được cái đặc quyền là được ở đây và là bán cà phê được. Anh thấy không? Anh cho thử việc sơ là thấy là ok. Cà phê sữa 14, cà phê đá 12 là 26, 26 thối lại 24. Quá ghê cường. Xong rồi cái giá bộ đập nè, chặt chặt rồi. Kệ phụ kiếm thêm nha chị, đừng có rầy em nghe. Này không có lấy tiền đâu phụ, kiểu Ân Nhân á. Đây cái cà phê nãy mình bỏ bên kia mình lại bỏ qua cái ly này, chuyện gì chút nữa các bạn sẽ biết. Mấy nay thèm cà phê quá nay mình vô phục vụ quán cà phê để mình mót cái cà phê này nè. Đó là lý do mình bỏ đá vô các bạn, nó tan nha. Hai ly cà phê của ai đây? Không mấy em dắt hai đứa nó đi luôn đi. Chứ anh thấy anh không cần Trang Hí không? Anh thấy nó bị phiền đúng không? Thôi nói chung là em rảo thử ở đây coi, tại vì em thấy dân ta cũng đi làm chủ về. Thì thôi em rảo 15 phút đi, nếu không được là anh thấy em không quay về là anh biết nha. Rồi là đi luôn. Nếu cái công việc nào thích hợp hơn là thì mình đúng cứ, rồi. Cứ làm sinh mà đúng không anh? Anh có buồn em không? Không. Rồi vậy thì mấy đứa cứ đi liên hệ với người dân, còn có cái việc nào thích hợp hơn thì đó.
Ê, bây giờ để định hướng coi là mình nên đi hướng nào, để coi coi ở đây gần đây nó có gì đó. Ê, ở đây có thấy người ta đang làm gì hỏi thử cái nha. Dạ em chào mọi người ạ. Dạ cho em hỏi mọi người ở đây có đang tuyển thêm người làm công việc này không ạ? Cái này là cái gì vậy ông? Con vẹm hả ông? Vẹm ăn mơ mì ý đồ đó. Đúng rồi. Cái này là thiên nhiên. Dạ. Từ bột nước nó tạo ra. Ôi, bột nước mà tạo ra được con này luôn hả anh? Anh con này bán được giá không anh? 7 ngàn ký. Có là anh làm 3 người là đủ nhân công rồi đúng không anh? Nếu mà muốn thì đâu ăn, mình đâu còn ăn nữa đâu. Đúng rồi, không còn ăn nữa. Dạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Mình thử đi vòng vòng thêm ở trên kiếm công việc. Dạ, em chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. Ê, ở bên đây thấy người ta đang làm gì nè, vô hỏi luôn đi. Ê, dạ anh đang tắm cho con gì ạ? Tắm cát hả anh? Cái này là mình đang nuôi con gì hả anh? Cua. Ủa, sao nãy anh nói anh tắm cát? Nó giỡn thôi chứ anh có còn làm em phụ gì không? Không. Ông chủ nó xuống chữ ấy. Dạ vậy thôi, em cảm ơn anh, em chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nắng quá. Bạn coi sao đi chứ, đi chỗ nào cũng bị từ chối hết. Ê, nãy giờ đi thấy mọi người từ chối mình hơi nhiều không? Rất là buồn luôn á. Chỉ mong cho cái ai đó nhận mình thôi. Em là lính mới đây nha. Có gì sơ xuất đừng la em. Mình làm trên khá được nhiều mà gọn người xuyên với vậy. Giờ được mấy chục ngàn à. Ủa, mình trả mấy chục ngàn. Năm sục. Ổn không anh? Được, năm giờ 50 thì tính ra lương cao quá chứ. Không phải nha, tức là bây giờ tạm làm là... Làm 8 tiếng là tính ra 400 ngàn lương dữ vậy. Làm tạm đây thôi, chút nữa khách du lịch tới đông lắm là làm cực lắm. Bạn đắt phải đúng chạy... Đúng rồi, chạy bạn ngoài kia chứ không phải lau lau chùi chùi. Một quán ăn uống đồ luôn á. Uống gì nữa không? Uống thêm gì đi. Uống rồi thôi, uống gì nữa. Uống thêm đi chứ hết rồi, ngồi hoài quán cũng muốn doanh thu. Đi uống thêm gì đi, làm ly nữa đi. Đen hay là sữa? Đen hay. Làm hai muỗng đường nha. Ngọt phải không? Cua ngọt phải không? Hai muỗng đường thôi, không có ngọt cũng không có mặn. Một muỗng của mình. Hả? Làm sao vậy? Anh Bình ơi, cho em ly cà phê đen. Một ly cà phê đen. Ngọt, hai muỗng đường. Rồi. Tức là mình cho anh ta tự hết. Thêm một ly à? Nhiều quá lỗ. Cái này chạy bàn chỗ này bị trừ lương rồi. Sao vậy? Chị bàn mà đứng bỏ xuống chứ ai bị bắt quỳ. Ngồi vậy cho nó gần gũi. Chuyện nào tính tiền kêu em nghe. Gia đình vợ con hết chưa? Đó, vợ trong đó. Ủa? À, là đứng trong quầy á hả? Là mình đi uống là mình canh vợ hay là vợ vô đó làm để canh mình uống cà phê? Ở đâu? Anh nuôi ốc đây nè, anh cho anh hả? Ốc hương hả? Thôi em vô nha. Cái gì cần kiếm em nha. Trời ơi, có ông chồng đẹp trai dữ. Chị với anh lấy nhau lâu chưa? Tầm mấy năm rồi. Có con gái gì chưa? Có một thằng. Mấy tuổi rồi? Hai mấy tuổi rồi, 22 tuổi rồi. Tổng cộng của mình là 4 ly cà phê đen nha anh. À. Một ly 12 ngàn. Hả con, sao con cần gì? Kem cá. Kem cá. Là kem làm được con cá hay sao? Mình con cá hả? Đợi xíu em quay lại em thối tiền nha. Với con một ly kem cây kem cá hả? Tính tiền ở ngoài đó, tính tiền cái bàn đó, tính tiền á. Kem cá luôn rồi phải không? À, kem luôn rồi đó. Sáng giờ chưa có ai bo hòn đồng nào. Cái gì? Hả? Gì mà nghe quả báo gì vậy? Nói gì anh tính đã nhận nhiều quả báo. Thôi dắt được vậy, nhiều quả báo. Nghe báo gì? Muốn mua 5 ký táo hả? Ê, vậy tổng cộng là mua bao nhiêu ký táo đi mua? Bây giờ tôi làm ăn đi lắm, bây giờ muốn đi tôi đi chạy đi mua nè. Bây giờ muốn mua bao nhiêu? Đùa. Vậy hết mua hả? Mai đến. Nhưng mà em mệt rồi cho em đi nha. Mai đến. Hình như ở đây có vẻ như là làm lưới nha. Thì có vẻ là sẽ thuê người. Xin chào cả nhà. Dạ, dạ chào mọi người. Em vô hỏi ba má có cần người làm phụ không? Chú vừa chú hỏi. Chú vừa chú hỏi.
Dạ chào cô, chào chú. Dạ con chào cô chú ạ. À, thì con tham gia chương trình Để Nhất Mưu Sinh, thì tụi con tới đây để mưu sinh và làm những công việc nghề đặc trưng ở Ninh Thuận đó cô. Rồi nên là tụi con cũng kiếm thêm tiền để sống ở đây. Dạ. Thì không biết ở đây cô có đang cần tuyển thêm người phụ hay gì không? Nói chung là công việc này thì là hiện tại cô chỉ có hai vợ chồng với hai đứa con cùng làm đúng không cô? Hai vợ chồng, sáu đứa con. Sáu đứa con? Thôi con hiểu là... Bảy đứa con, đây. Trời ơi. Con huy động lực lượng. Dạ con, à con, con hiểu lý do tại sao bên mình không cần tuyển thêm nhân sự rồi. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Cô chú ơi làm vui vẻ. Dạ. Chào cô chú. Dạ. Dạ. Cái gì chị? Ủa chị là cái này đập hầu hả? Là lấy cái búa đập. Đơn giản thôi. Hồi hôm chị đi đập ra, bây giờ em xuống em lấy búa em đập vô em ngâm cho chị. Nhưng mà... Lát chị quay lại cho chị. Nhưng mà giờ em hỏi nè, bây giờ làm cái đó thì thường mình tính sao? Chị ruột rang bán 120 một ký. Hả? Làm sao chị? Không, ý là cái vụ lương á, chứ cái chuyện mà chị bán được 120 em được cái gì? Lát chị cho em cơm, lát chị nấu cháo hầu cho em ăn. Có nghĩa là công việc của chị là không trả tiền được luôn. Không, nói ráng mỗi đứa được 15 ngàn cho tụi em cầm tiền trà sữa hả? Trà sữa bây giờ cũng 18. 18 hả? Cho 20 luôn. 20 một đứa làm 60 cũng được. Làm bằng 1 tiếng thiệt không? Thiệt. Nhưng mà nếu làm nhiều hơn thì có hưởng không? Hưởng cho chá, tôi cháu hầu đó. Ừ, thế là ok quá rồi. Trời, cảm ơn chị, dắt tiền. Giờ chị dẫn đường giúp tụi em nha. Dạ. Rồi, chúng ta đi thôi. Con này bự à. Con nó bự á. Với lại bây giờ về một tí nữa là có khách đặt cá chẽm. Cho nên bây giờ ở quán mình là cá đang ở dưới ao. Cao lên cho khách được con nào mà nó khoảng 6 lạng trở lên mình lấy vô để cho bếp nó chế biến. Không cho là khách. Mình bỏ xuống lại. Cá nhỏ thì mình bỏ xuống lại. Dạ rồi. Dùm. Đây có cần câu này. Người ta cần mấy ký anh? 2 ký ấy. 2 ký chắc cân được câu được 4 con quá. Ừ, con có 4 con. Tiếng con, 4 con là 4 tiếng. Con cha cha. Nước sâu quá không ta? Bữa cá bỏ xuống là ăn mà sao bữa giờ... Nơi này nó biết có em làm nó thử thách à. Đói rồi. Mày xạo với tao hả? Đó, đi được mày luôn thấy không? Trời, em gái, từ. Thôi, rồi, bỏ xô, nó test tay nha. Phải có bao tay rồi mới ấy nó được rồi. Em có bao tay. Lấy bao tay, mang bao tay vô rồi. Thả ra. Cá bốc mồi vô. Bắt đầu hứng thú rồi đó. Rồi, tới công chuyện rồi. Rồi, từ nè, từ anh dìu em vô. Dìu từ đã. À. Dịch đó cái là mất liền. Cá mú luôn. Vậy là sát cá đó, đù cá mú ở đây không ai câu được á nha. Cá mú là có lấy lên luôn không? Hay thả xuống lại lấy luôn. Bỏ vô đó lấy luôn anh. Con này bự à. Con nó bự á. Dạ, con này có ký nha. Đủ rồi đó, chắc đủ rồi anh ha. Đủ rồi. Cái gì vậy chị? Đừng có đập như vậy chứ. Nó đập ngay cái miệng đó chứ. À, người ta chưa dậy mà. Đây nè, cầm cái miệng này. Cầm miệng vậy nè. Đâu cái miệng ở đâu ta? Em đập bởi đó nè. Đây nè. Đó. Thôi làm đi rồi đó. Ủa là sao vẫn chưa định hình được con hầu nha? Con nào cũng là con hầu hết á em à. Em nói thiệt chứ cuộc đời của em mà em ra đường em thấy cục này, một cái cục để không nhìn ở ngoài đường này, em tôi cục đá luôn á chị. Em chỉ biết ăn không à. Hả? Em chỉ biết ăn không à. Giỏi á, Trang giỏi nè. Thấy chưa người ta có đúng hiểu rồi. Hết đâu. Đó. Bởi ra rồi đó. Là ra rồi. Đúng rồi. Được chưa chị? Ra được rồi. Là để đâu chị? Còn một con nữa. Con này chưa bởi. Dạ. Sao em lấy tay em cậy được? Thì em trang chết thử coi là em đã nó đã bung ra chưa à?
Rồi, bung ra rồi đó. Hay quá. Đúng ra công việc cũng chill. Đúng rồi, dễ chịu. Thanh tịnh mà mát mẻ mà nát còn ăn cháo hào nữa. Ủa nhưng mà cái này là chị bắt làm sao vậy chị? Nó nằm một cái tảng đá, nó dài ra vậy nè, xong cái nó nằm lên vậy nè. Rồi xong rồi con này chỗ này. Cái là... chị cơi cái đục vô này, chị lấy cái búa chị ấy ra, cái chị lấy ra. Ồ, thì chị phải làm từ lúc mấy giờ? Thì ngày hôm qua chị đi lúc 3 giờ rưỡi cho tới 6 giờ. Chiều nay nước cạn là đi ra cào ngao nữa. Vậy hả chị? Cào ngao bán ốc. Trời ơi, sáng giờ mà tụi em gặp chị sớm là đỡ biết bao nhiêu một mình. Chị là biết bao nhiêu công việc luôn á. Khánh kìa, thấy không? Khánh đập thì mì đúng không? Đẹp không chị? Đẹp, nhưng mà chưa ra. Ai bê. Chị nhà chị có anh chị họ ấy lòng em trai. Em trai họ. Em chịu em trai ruột chị á. Em trai ruột chị nhiêu tuổi rồi chị? Má 24 tuổi à. Hợp tuổi hả? Mùi, em mùi. Em tuổi Hợi. Trời ơi, Hợi Bảo Mùi. Mẹ Hợi Bảo Mùi là rất là hợp ạ. Thằng Tây Út hồi nhỏ giờ chưa biết bạn gái là gì đó. Em nhỏ giờ cũng chưa biết bạn trai bao giờ luôn. Đúng rồi. Ok. Rồi em chưa từng giao du với một người trai nào. Giao du hả? Mà lấy con tới chú kêu bằng anh. Ủa gì vậy bà nội? Đây là ba của chị. À trời, chú trẻ quá. Vậy vậy chú thấy con có hợp làm dâu được không chú? Được, con chịu chơi. Tại vì ba con kêu là con cạo chân mày rồi không ai lấy con hết. Chứ nó mọc ra cái gì đâu. Đúng không? Chú là một người có tư duy cởi mở rồi. Không, thua gì? Dạ, vậy giờ để con xong vụ này con dẫn ảnh về đây nói chuyện lại với chú, với chị, với cả nhà mình. Chờ tháng sau mình làm liền luôn. Ê, nó nghe nè. Gặp nhau đó là cái duyên. Bây giờ đi quán cà phê đúng không? Đúng hả? Em, bây giờ em đang nhận 20% tiền hoa hồng ở bên quán đó. Bây giờ nếu mọi người đặt order thông qua em thì cứ qua bên đó, nhưng em sẽ là người nhận order để em ăn được cái tiền đó. Order rồi, tụi em order rồi. Order ai? Bây giờ là trực tiếp vô quán luôn rồi. Em dẫn mọi người về quán. Get you, get you. Bây giờ đoàn mình theo anh em nè. Ok, ok. Đây là quán và phép quán nha. Rồi tất cả mọi người di chuyển vào trong theo hiệu lệnh của em. Quý quan khách cần gì? Dạ, em mời mình. Em đã dẫn được một đoàn khách tới đây. Wow. Hay quá. Ok. Dạ. Là đường đúng không? Kéo được dạ, người khách. Em kéo được. Mà khoan, cái khách này là có đặt trước cho anh. Dạ rồi. Đúng rồi. Nhưng mà em nói nè, khách này đã đặt trước cho anh rồi. Nhưng em thấy khách mãi rong chơi với mấy cái xuồng này. Để ý rồi, để ý rồi. Đừng để ý. Bà họ nói là ôi bây giờ kiểu chị thì như vậy được vui. Chắc mình có chị đến chiều không? Em thấy em nói không. Chị đến trưa là quá mệt rồi, quẹo vào quán bà phép ăn giùm đi. Em năn nỉ giá cả cổ thì họ mới buông cái dây chèo, họ bước lên bờ và họ đi tới đây. Đó là một sự lươn lẹo. Nhưng mà đây nè, để tôi nói giùm thân chủ của tôi. Khách đặt có ngày có giờ. Bữa tiệc đang chuẩn bị đón khách này mà em dắt vô sớm quá là bể khách của người ta. Rồi mời mấy anh chị ra ngồi đợi xíu, em lấy trà đá phục vụ mấy anh chị nha. Em xếp bàn xong mời mấy anh chị không, vô. Dạ. Khách nè, cái nhóm này khách là đặt trước rồi đúng không? Cổ cho 20 người đúng không? Em dẫn cái khách này ra ngoài trời để 20 người đúng không? Rồi. Món ăn thì cũng có đặt luôn rồi đúng không? Đúng rồi, em đã đặt món rồi. Thì cái công việc của em là dẫn khách đến đây. Đúng rồi. Anh ghi nhận, nhưng mà cái ở đây là anh đã đặt trước rồi. Nhưng mà thật sự á, em dắt một đoạn, tại vì anh kêu em dắt thì em dắt. Dắt về thì anh sẽ trả tiền cái công dắt. Dạ bao nhiêu anh? Hả? 20 ngàn. 20 ngàn. Thật vô nghĩa. Cũng được đi. Còn 20% giờ còn 20. Dạ ok, thôi bao nhiêu cũng được, miễn là vui là được, quán mình có khách là được đúng không đúng anh? Rồi. Em đi làm tiếp, em đang đập hầu bên kia. Dạ, bye bye. Bye bye mấy anh chị, ăn uống vui vẻ nha. Ê, uống trà đá không? Nãy giờ làm việc mệt. Uống trà đá, trời ơi. Tiền mua nước, hiểu không? Uống đi.
chứ ở ra ngoài mua chai nước 5.000 lượng đó. Uống đi nè, từ từ nè. Được có 20.000 à. Mấy khách đã đặt trước rồi. Quá trời. Ồ, chào thôi mà dài vậy đó ha. Dạ, cho em gửi cơm nha. Dạ, cho em để nước mắm nha, đổ một cái là đi tắm nè. Này, ăn với gỏi có cơm nha anh. Ủa, mà bên mình là bên công ty nào chị? Nhà thờ. À, nhà thờ. Có gì điều gì sơ xuất nhớ bỏ qua cho em, tại hôm nay em lần đầu làm phục vụ. Mà nếu mà em làm giỏi thì nhớ khen thưởng nha. Dạ. Đây, đây là cá chẽm nướng mọi anh. Sáng cá chẽm đó mọi người ăn là Khánh câu. Sáng giờ Khánh câu. Mọi người về coi cái tập này thấy em câu thiệt. Dạ giờ mình có lẩu rồi lên luôn chưa anh? Nho có cần em ướp lạnh giùm không? Rửa luôn nha, rửa luôn nha. Đây là một tiếng dành cho anh. Bây giờ đúng rồi, hên xui thôi. Gặp mấy anh hôm nay là duyên số, mà bóp được tờ tiền là duyên phận. Có được mò mò. Em cảm ơn các anh chị. Trời ơi, hên quá. Để hồi em vô em kêu bà chủ kiếm gì tặng mấy anh chị. Thôi chẳng cần muốn yêu thì hay giữa cái gì cả. Phải tin vào đối phương người thôi. Ra làm chứ sao hát hàng vậy? Trừ tiền hát hàng trừ tiền. Ủa? Đâu? Trừ tiền. Em cho đây chị tiêu phẩm dạ cô chú coi mà. Đi ra làm, không là trừ tiền. Sao em lấy cái tay vậy? Em lấy cái tay là em ấy nó hư mất cái còi á. Nhìn chị nè, nhìn nè, tay phải cơ vô cái miệng này, tách làm sao nó ngay chỗ cái còi này. Rồi là đưa ra đó, thấy còn nguyên con hầu không? Không có mẻ luôn, thấy không? Một lát khỏi rửa luôn. Cái con hầu bì nó mới dễ hơn, còn con hầu này nó cực lắm. Vậy sao mình chọn hơn cái cực vậy chị? Tại vì cái này có sẵn ở trong thiên nhiên, mình đâu phải nuôi đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu bán thì con này nó lại mắc hơn hả chị? Nó như nhau hết. Ủa? Sao mới đầu không nói vậy đó? Chị Hiền, em còn trao đổi với chị một vài chuyện, chị sẵn sàng chứ? Cái gì chị có khả năng? Hả? Ok. Hồi nãy ở ngoài đó mình deal với nhau là mình đập hầu thì là 20.000 một người. Nhưng bây giờ em vô tình chợt nhớ là mình đã đập rồi và mình đang tới cái bước thứ hai, thì cái bước này là mình chưa có điêu. Đập với trẻ luôn là 20.000 mà em bỏ em đi qua nhà bà phép em uống nước, chị trừ cho em 10.000. Chị ơi, vô tiệm cắt tóc á, mình cắt tóc nhưng mà không có cái đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ được gọi đầu. Trong tiệm tóc nam không có cái gọi đầu, quá tóc nữ mới có gọi đầu. Ok. Bao gồm cắt tóc phải có cạo râu ráy tai. Ok. Không bao giờ thắng được chị Hiền đâu. Ok. Làm đi em, không chị trừ tiền. Em biết là tình làng nghĩa xóm ở đây quan trọng lắm chị không? Mấy người dân này thương nhau mà, đúng không? Nói cái chuyện hồi nãy em qua nhà bác em muốn miếng nước mà chị đừng chấp. Chị trừ tiền em thôi chứ chị không có trách em. Vậy thì em cũng nói luôn tụi em đi ba đứa đó. Nói mình em đi. Khánh ơi, Khánh, tiền ai giữ? Lấy tiền về cho ai? Nên trừ một người thôi. Một mình em đi. Ba người đi. Chị đâu? Camera mới quay lại kìa, em không còn ở đây nữa mà. Nhà chị có camera luôn hả? Có luôn. Công nghệ qua nó có thực tế luôn. Mở lên là thấy liền. Ba đứa đi chạy theo người ta. Anh ơi, lúc này mình im nhẹ. Mình phải đỡ quê. Quê. Em nói cùng chưa Khánh? Thì nói chứ chị, trời nãy giờ làm quá trời mà. Em nãy giờ em đi chơi không, em có làm gì đâu.
Chết rồi Khánh ơi. Thôi đợi chị vô nấu cháo cho em ăn nha. Dạ 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 dạ. Chị quá tuyệt vời. Dạ dạ dạ, chị nấu cháo giùm em nha. A baby. A baby. Yeah. Mấy em ơi vô dọn phụ chị đi. Ủa? Em tưởng là Em tưởng là chị phục vụ tụi em. Hả? À thôi 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 thôi, thấy cái mặt khó chịu rồi, thấy cái mặt khó chịu rồi. Trời chị ơi đâu? Chị á. Sao chị thay đổi tụi em quá. Wow. Trời ơi hấp dẫn quá nè. Trời ơi có tôm hả? Ngon không? Ừ. Ngon thiệt chị ơi. Em không biết là mọi người ăn con hàu đi mọi người cảm nhận được gì nhau. Em cảm nhận được cái công sức mình bỏ ra. Thuốc mà thành phẩm cuối cùng không? Hả? Đúng rồi. Nó có chút xíu không? Mà em không hiểu không? Mình đã đi đến cái công đoạn gần như là cuối rồi. Còn chị là đứng, là công đoạn của chị bắt đầu từ 3 giờ sáng. Ừ. Dậy đi đi đập đến 6 giờ. Thế là công đoạn để mà ra cái tô cháo này là quá dài luôn á. Phải công nhận là rất là cực và rất là gian nan. Sự thật là tô cháo chị nấu này rất là ngon luôn đó. Có thật là đây là sự thật nó thể hiện đây rồi chị. Lát vô phụ rửa chén với chị nha. Ủa, ăn xong rửa bát chứ? Ừ, rửa bát. Rửa hai đứa nó. Ngon quá rồi. Mất chị rồi. Mời chị. Vô. Em chúc chị thật nhiều sức khỏe. Luôn hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Và khi nào có lên Sài Gòn lên thành phố đó ý là em nói là hôm nay chị vô thành phố Hồ Chí Minh chị thích ăn đi ăn cái gì chị nhắn tin cho em nói xem chở chị đi ăn ý là mình nói gì đó chị đồng ý à chị đồng ý đúng không rồi ok dạ rồi 1 2 3 vô rồi 1 2 3 húp né né đi né chỗ chỗ Milo né Milo Milo mập. Thôi giờ ăn cũng xong rồi. Thèm mà sao ăn ít vậy? Không, em sẽ ăn thêm nhưng mà coi như là mình không muốn ăn rồi. Tính tiền làm á hả? Đúng làm á. Trừ 10.000 còn 10.000 đúng không? Tại nãy với Dung Trang Dương dễ đi chơi á. Đi uống nước. Chưa khác không xong không cho người ta uống nước. Sao ở đây có nước mà? Đã thấy đâu. Sao không hỏi? Chị ở đâu mà em hỏi? Chà bá đây. Không, hồi nãy chị không ở đây. Ở đây. Là do em sai hay là do chị vô tâm em mỗi ngày? Em thấy người ta em nhào nhào em đi luôn. Thôi, chị nói em thấy người ta em nhào nhào. Hết cái rồi em ơi. Cái này không bên được. 10.000. Em nói nè. Chị em mình có kiếp này không có kiếp sau. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà gì đâu không có kiếp này không có kiếp sau. Thế chứ em đổi chiến thuật đi năn nỉ đi. Chị có thương em không? Thương. Em rất quý chị. Chị em biết á. Dạ nè em kể chị nghe câu chuyện nè. Lại cởi chuyện nữa. Có lên 30 không mà cởi chuyện dài vậy. Em xin chị. Em muốn cho là công sức mình chị em mình mà. Em muốn cho công sức chị em mình bỏ ra nó có giá trị về mặt tinh thần. Đúng không chị? Đúng chưa? Chị em mình có nè, cái này không có kịp. Nè, dù không có nói á, thì chị đưa thẳng 20. Wow. Nói nhiều quá là chị đổi ý. Chị đưa 20.000. Thôi đi màu xanh lá đi. Cho nó hợp với màu tô mình ăn nè chị. Có 20 mà đòi xanh lá. Rồi bây giờ trả tiền hầu với chị đi. Hả? Nãy giờ chị nấu cho em ăn đó. Mình đã nói là chị ăn. Nè cô Hiền, tôi nói cho cô nghe. À, có tiền rồi đó, có tiền rồi đó. Hả? Có tiền rồi đó, cái bây giờ là cô Hiền á. Thôi mà, em nên vô một cái tiểu phẩm thôi. Chị,
Nếu như hồi nãy chị đòi check va em thì bây giờ em xin phép check va lại chị nhá. Chị hiền nhá. Nó chán nhiều tiền lại cho chị, nó chị nấu cháo hầu cho em. Không đâu, chị nấu cho em, phục vụ cho em bình thường. Danh dự không có lấy tiền. Em thương chị, nhưng chị phải thương em. Chị không được để bị thao túng tâm lý. Cái giỡn á, ăn cho hết kìa. Sáu 241. Sáng giờ được 241. Chào mấy chị. Mấy chị đang làm cái gì vậy? Mò vẽm hả? Mấy chị làm nghề này lâu chưa? Rồi mà sao là mình không bắt buổi nào mà mình bắt buổi này? À, chị uống miếng nước đi. Chị mò vẽm là bao nhiêu năm rồi? 4 năm đây là. À, có gia đình chưa? Cháu hết rồi. Trời ơi, là bà ngoại hay bà nội? Bà nội. Bà nội không có bà ngoại hả? Đây là con út đây này. Ồ, con gái hả? Ừ. Ủa, vậy là bà ngoại chứ. Bên dân tộc thì con gái thì kêu bà nội. À, vậy là con gái kêu bà nội, con trai kêu bà ngoại. À. Không biết, giờ mới biết á. Dạ hả? Mấy cháu rồi? Hai đứa con thì hai đứa cháu. Chị xích qua đây, cái em chụp tấm hình em tặng chị. Không sao, không sao, không sao, không sao. Em không có sợ dơ đâu. Đó. Rồi nè, chuẩn bị nha. Nè, đây, cái hình ra nè. Nó đang hiện lên từ từ nè, nó lên y chang trong này nè. Ừ, về chị khoe hàng xóm nha. Nói có cái ông diễn viên, ông tặng nha. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi, em chào. Biết nói tiếng dân tộc không? Chị em nói một câu ơi. Chào chị em đi, thì nói sao? Cũng nói chào vậy chứ. Chào cũng là chào, em đi. Nào xa thì đi rồi. À, nào xa. Chào chị nào xa. Là em đi về, đi chào về. Chị em già. Chào em. Chào em thì chào tươi. Chào tươi áo xa. Nào chào tươi ai nào xa. Chào tươi ai nào xa. Yeah, chào tươi ai nào xa. Chào bà con đi. Ủa anh Khánh rồi trời. Hả? Là có thật sự làm việc chưa? Là có thật sự lao động để kiếm tiền chưa? Ai cũng cần một cái mùi chưa? Anh Khánh. Dậy đi anh, đến đây là đi anh. Anh ơi, hôm nay tụi em đã làm quá vất vả rồi. Hôm nay tụi em... Trời ơi anh, là nãy giờ anh ở đây làm việc. Anh liệm đi rất lâu rồi chưa? Đúng không? Anh ngủ linh kiện thôi hả? Vậy? À ngủ linh kiện thôi hả? Ừ. Vậy còn hệ điều hành của anh sao? Nó hơi bị rối ren xíu. Mà có nãy giờ có chuyện gì hả? Không có, tại vì làm hết ca rồi, hết khách rồi cho nên là được nghỉ ngơi, không biết kiếm gì làm nữa cho nên ra nằm đợi tụi em nè. Ồ, chào mấy đứa. Ồ, rồi bây giờ hiện tại giờ cái quán anh cũng tạm ổn cái lượng khách dạ. Cho nên bây giờ mấy đứa cái giờ định tìm tiếp cái công việc nữa không? Ờ, dạ tìm dạ tìm. Là hiện tại anh có một cái bức tranh tường, anh thực hiện cái bức tranh của cái làng Bích Họa. Dạ anh xí là hôm bữa giờ mình vô cái đợt đầu em hỏi anh mấy bức tranh này ai vẽ đó, anh nói hôm nào anh hỏi người ta rồi anh trả lời, hôm nay có người nói rồi kìa. Thì bây giờ cho nên bây giờ anh rất là bận, mấy đứa là có cái khả năng để mà hoàn thành cho anh tiếp tục cái công việc như đó. Dạ, được. Anh ơi, chắc chắn là như đó. Chắc chắn được đúng không? Dạ, là bốn đứa vẽ một bức hay mỗi đứa một bức anh? Bốn đứa là có thể là hai bức. À, cái này anh xin nói cái ý kiến của anh thôi, còn em thấy nếu mà đồng ý thì thuận theo anh, còn không thì có thể đưa ý kiến tụi em. Yeah. Tại vì đối với Ninh Thuận và đặc biệt cái làng này cũng đã giúp cho em có thêm nhiều cái thu nhập, nhiều cái kiến thức về ngành nghề. Tụi em có một cái nhà ý là tụi em tặng công sức, tụi em không lấy tiền, coi như đây là cái kỷ niệm của tụi em trong chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh tặng làng của mình. Em đồng ý. Cứ lấy lương vậy thôi. À, vậy rồi coi như tụi em là vẽ miễn phí đúng không? Dạ. Là phi hả? Để lỡ mình có vẽ xấu anh không có trừ tiền. Tại vì mình biết là thế nào một hồi cũng bị trừ hết tiền. Đó. Nên chẳng thà mình nói rằng vậy nghe nó dễ chịu đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nói thà nói trước chứ còn trước sau gì cũng không được trả tiền đâu. Cũng không được trả tiền đâu. Ủa vậy hả? Vậy nếu mà miễn phí vậy thì anh mời nước uống. Đó. Là được quyền lựa chọn đúng không ạ? Được. Cho em một cái cappuccino còn. Cappuccino. Không có mấy món lạ nữa không, uống cà phê sữa phải đá bình thường. Ok vậy thôi cho em đá chanh nha. Rồi đá chanh. Xin một cái bạc xỉu ạ. Hai trà chanh. Trà chanh. Hai trà chanh. Một cà phê sữa đá. Dạ. Dạ quạo quạo giùm em nha. Cái deal 20 ngàn nãy mình còn giữ anh ha. Không, hồi nãy anh nói khách của ảnh. À ảnh có cho hai cây chục luôn rồi đúng.
Tới trên bình a à, đây ở bức tường này chờ cô giáo vẽ, thầy giáo vẽ đây. Ê, mình nghĩ là cái khúc cua này mình để chữ đệ nhất môn sinh được nè, đẹp cho nó nguyên khối. Rồi bên đây mình vẽ mặt bốn đứa mình đi, coi như là bốn đứa mình đã tới đây. Bốn đứa mình ở giữa đây, bên đây cây táo, bên đây cây nho. Mình thấy ai mà mình à, dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, quý hoa quá anh ơi. Xin giới thiệu với mấy anh em, đây là Lai, cái dạ, người đứng trời ra trời. Là sáng lập cái làng Bích Họ Hồng Thiên, là cũng có thuê mình là cái người đứng ra để nhận vẽ cái bức tranh này. Dạ, trước khi tụi em vẽ thì cho phép tụi em hỏi là lý do tại sao anh lại quyết định vẽ nguyên cái làng mình. Dạ, em hướng dẫn nguyên du lịch và cái mục đích chính của em là muốn giúp cho làng xóm em có thêm thu nhập từ khách du lịch. À, rồi anh bỏ hết bao nhiêu tiền để anh vẽ nguyên cái làng? Dạ, em đầu tư vẽ này là khoảng gần 300 triệu. Hiện giờ khoảng hơn 50 công ty du lịch đã liên kết với làng em rồi. Rồi, một hành động mang một cái ý nghĩa rất là to. Dạ, cũng từ chương trình Để Giấc Mưu Sinh, mong là mọi người sẽ ghé đến nơi đây để mà trải nghiệm và cũng như là tiếp xúc với người dân ở đây, thấy rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn Lai đã làm một cái việc rất là ý nghĩa cho làng của mình. Dạ, cảm ơn anh ạ. Chúc cho những dự án tiếp theo của Lai thành công nha. Rồi mấy anh em, đây bên này là sơn màu nước rồi với lại các thiết bị để mà mình vẽ. Ủa anh Khánh có học vẽ không mà sao vẽ chuyên nghiệp dữ vậy? Hồi nhỏ là anh mê vẽ lắm. Anh chuyên lấy màu ở gia đình anh á. Mà màu hồi xưa đâu có tiền mua màu đâu. Lấy mấy cái màu giống vậy nè, nó dính dính cục lại nè, có mình pha nước vô, mình chấm chấm, mình quậy quậy, hồi chừng nào nó tan ra mình sử dụng cái màu thôi. Trời ơi, đam mê vậy. Trời ơi, nhìn Khánh cầm cọ như một họa sĩ chuyên nghiệp luôn á. Nhìn cái đường cọ của anh nó dứt khoát mà nó có chủ đích á. Trang Thí ngoài là một nhà sáng tạo nội dung, bạn là một diễn viên mà bạn còn là một họa sĩ chuyên vẽ cho các trường mầm non. Hả? Cái gì vậy? Lúc đầu á, nghe vẽ tranh thì nó kiểu cũng thích, tại vì mình không có giỏi vẽ tranh thì mình biết được là trong đây mọi người ai kiểu cũng thích vẽ tranh. Thì ngày hôm nay mình kiểu là mình nghĩ là mình có dịp để chứng kiến tận mắt á, mình háo hức lắm rồi. Cho đến khi mà mình thấy được cái thành phẩm của mọi người và cái quá trình mọi người vẽ á, vẫn vui, vẫn kiểu ngưỡng mộ mọi người mà không có nói xạo nha, cái này anh nói thiệt, nói là rất là thật lòng là mọi người vẽ rất là đẹp và làm cho Khánh cảm thấy ngưỡng mộ. Cái hỏi là chú Khánh là vẽ ai vậy? À, chú và chú không có vẽ đó. Cái bạn cái anh đó, anh đó là Tinh Dũng. Anh vẽ cái là bức tranh này, bức tranh chủ đề quả báo. Vẽ ai mà thấy ghê vậy? Giống ma thiệt. Giống ma thiệt. Không phải đâu, là em đang thiếu cái sự hồng hào để cho.
thay mặt người dân Hồng Thiên, cảm ơn mấy anh em rất nhiều đã nhiệt tình đã tới đây để mà cống hiến, đồng thời là cũng là một cái hiệu ứng cho cái làng Hồng Thiên để mà mọi người đều biết tới nhiều hơn. Dạ vâng ạ, đầu tiên em cảm ơn Bình, tại vì lần đầu tiên em tới cũng là gặp anh, và trước khi mà em rời khỏi Ninh Thuận thì em cũng gặp anh, nên là em nghĩ là cũng là một cái duyên, nên hy vọng là thời gian sắp tới em với lại những anh chị nghệ sĩ ở đây sẽ có dịp được quay trở lại và gặp gỡ anh Bình. Hy vọng là anh vẫn đón tiếp và ủng hộ tụi em. Cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn Bình. Cảm ơn, khi nào mà có dịp ghé lại đây thì nhớ ghé lại cái quán. Em hy vọng anh Bình và bà con Hồng Thiên sẽ đón xem chương trình Để Nhất Mưu Sinh được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Đây ta sẽ trở về mái nhà. Có nắng, có gió, có chiếc nón lá ta đi trải nghiệm. Mưu sinh, khám phá đến thấy rõ nét bao nhiêu con người thân thương. Những nơi đầy tình quê hương. Ta sẽ thức dậy ra đồng, bắt cá, đi lên nâng cao ta hái trái cây trong vườn. Bao la, khám phá mới thấy rõ nét chân dung con người thiên nhiên. Ẩm thực văn hóa bao miền. Mưa khổng lồ nè. Đẹp xanh đẹp quá nè. Anh ơi, cái chả này mình có phải nướng không ta? Ủa, chả chín. Cái này là chín. Ủa, vậy mình nướng món nào dễ chín đi, đói bụng quá à. Chương trình này á, làm sao làm không biết, nhưng mà cứ cuối cùng là sẽ được ăn ngon. Nên là các nghệ sĩ lúc nào cũng chỉ mong được tham gia chương trình này mấy tập cuối hết á. Vậy là mình hên á anh, mình đưa chị chúng tập cuối luôn. Với ai tham gia thứ đầu tiên ha? À, chị Bóng Ngọc, Quốc Khánh, tôi á. Ủa làm không được ăn hả? Không. Cá ok nha, cá ngon nha, chín. Quát vừa ăn đi. Ngon quá. Có gì vậy? Ồ, hấp dẫn quá. À quên hả, hôm nay anh Khánh ở đó thì chắc chán hả? Em đã đừng nhiều lần em cố tình em quay lại, không phải là vì tiền. Cái deal 20 ngàn nãy mình còn giữ anh ha. Anh chủ chưa đem 20. Ừ đúng rồi á. Anh bắt tay tôi đều lắm. Bây giờ đi với bạn tôi về là anh bắt tôi 6 lần á, tôi nhớ. Bắt là thử coi có nhớ anh không á, mà em vẫn không nhớ. Anh ơi. Thôi điện anh liền. Chỗ bên em, tụi em làm đập hầu á, là chị Hiền đó mê bé Cát Cát. Chị hả? Ờ à, đúng là... rồi, quên cái này phải chuyển lời là... Thôi chị rồi. Chị nói là thích bé Cát Cát lắm, mà không biết khi nào mới có dịp gặp. Kêu là biết anh mình đó mà không dám. Ừ, biết anh mình đó mà không dám qua nha. Chị sao chị ngại vậy? Thiệt á. Chị rất là dễ thương. Làm cho em một cái nồi cháo hàu mà trong đó là có cơm luôn. Rồi, đại điểm. Đó giờ là rất là nhiệt tình. Em có nói với chị là khi nào mà chị vào Sài Gòn thì em dẫn chị đi ăn bù lại. Tại vì chị quá dễ thương. Hai bạn khách mời có thể chia sẻ cảm xúc của mình về những ngày mưu sinh tại Ninh Thuận không ạ? À? Em nói trước nha. Thì thật ra lúc mà em nhận được lời mời á, em đã có bồn chồn, em đã có lắng lo, nhiều suy tư. Bởi vì em cũng là một dạng không có kỹ năng kiếm tiền ngoài cái chuyện mà mình hay muốn hát ở trên mạng. Nói chung là em biết bản thân năng lực nó nằm ở mức nào. Em đi đến đây là để chứng tỏ là điều đó là cái điều mà mình sẽ phải xóa bỏ. Đúng rồi, đúng. Thì Jun cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì thực ra là cũng đã coi chương trình trước khi mà tham gia thì cử cũng hơi lo lắng, bởi vì thấy mọi người cũng tham gia những cái ngành nghề mà mình nghĩ là thực sự là mình cũng chưa bao giờ có cơ hội để mà thử sức hết. Nhất là như là hôm qua coi đến chợ đêm, khi mà mình trực tiếp buôn bán từ những gọi là đầu nguồn sản xuất đó, thì mình biết là từ những cái giá thành phẩm của các bạn của mọi người dân làm rất là rẻ. Nói chung mình biết là cái công sức mọi người bỏ ra nó rất là khủng khiếp như thế nào, và cảm thấy là quý trọng của công sức cũng như là tất cả gọi là giá trị cuộc sống hơn. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chính của buổi tiệc, đó là thanh toán các khoản chi phí ạ. Nghe chưa thanh toán thấy mệt rồi đó. Hiện tại chúng tôi muốn biết số tiền của khách mời hiện đang giữ trước. Không đồng ạ. Còn tôi cũng là một người mà không biết quản lý tài chính nên là phải đưa cho người khác. Tôi nghĩ là tôi phải giao hết cho đồng đội. Đúng rồi. Các bạn có những khoản chi phí các bạn phải trả lại cho chương trình. Thì sau đây chúng tôi xin phép được công bố quà tới. Đầu tiên là bạn
trang hết. Bạn đã sử dụng phòng dịch vụ 49.000 một đêm trong 2,5 ngày tương đương với 122.000. Sao vậy? Ok, sao? Bây giờ bạn cần gì từ tôi? Mời bạn. Tôi cần sự công bằng. Ok, bạn cần gì? Nói rõ. Tôi cần nửa số tiền của bạn. No, 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 no. Tôi không đồng ý, xin lỗi. Tôi cần bạn trả nợ cho tôi. Lúc này tôi không còn gì hết. Lúc này tôi không còn gì. Dạ vâng ạ, tôi sẽ thanh toán số tiền này cho Trang Hiến. Đây. Vâng ạ, mình nhận đủ, cảm ơn bạn. Dạ. Tiếp theo là số tiền mà khách mời Juni cần phải trả. Ủa mình có tiêu gì đâu ta? Cái phòng anh ngủ đó. Juni và Duy Khánh cùng sử dụng dịch vụ phòng 99.000 một đêm vào 1,5 ngày. Chi phí là 149.000. Dạ, cho tôi hỏi là tôi đã ở trong phòng đó vô ngủ thì xong sáng nay thì 7 giờ chúng tôi đã dậy và ra khỏi phòng rồi. Đồ các bạn vẫn còn ở trong phòng và hồi nãy các bạn vẫn ở trong phòng cho tới khi mà bữa tiệc bắt đầu. À nếu mà tính ở trong phòng luôn thì nãy cũng chẳng nghĩ. Đâu có gì tạt qua chút xíu hả? Bị hèn á. Cái đó rồi thấy đồ bị hèn á. Tôi đâu có còn tiền đâu. Không, anh chia đôi cái phần đó cho. Thì thằng em nó cũng làm việc cho anh một ngày nó mệt thì nó cũng cần được hưởng thụ mới lạnh. Oh. Nhưng mà nó tiêu hơi hoang phí. Anh Đại Nghĩa còn không dám vô phòng mới lạnh nằm. Để cho em 49 ngàn thôi. Em kêu anh. Chúng tôi gửi chẳng 150 luôn ạ. Dạ cảm ơn. Tiếp theo. Cái gì nữa? Là số tiền mà các bạn đã sử dụng nước của chương trình trong buổi chợ đêm ngày hôm qua. Đội của bạn Khánh nhỏ là 3 chai nước trị giá 15.000. Anh Khánh lớn là 4 chai nước trị giá 20.000 và một cây bút trị giá 12.000. Tổng cộng là cái bút các bạn lấy lại rồi, là các bạn đã tịch thu lại cái bút. Các bạn chỉ cho tôi mượn ngoẹt có một cái thôi, các bạn lấy lại rồi. Tại vì em thấy là anh bỏ lại sân khấu nên tụi em đã giữ giùm mà. Không 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 không, tôi không bỏ, tôi đang giữ, có bạn lại đòi tôi à. Cho nên tôi chỉ mướn cái viết nó 10.000 thôi. Là tôi chỉ tốn 30 thôi à. Ok à. Chương trình này mình phải tính toán ghê lắm mà. Ê, em. Chương trình mình đổi tên chương trình được không? Cuộc chiến thượng lưu đi. Em thấy tụi mình tiền bạc quá. Trời ơi. Dạ rồi, đủ tiền của em với tiền anh Khánh nha. Và sau đây sẽ là chi phí. Chi phí gì? Đó là không có chi phí nào nữa hết. Trời ơi, quá buồn khóc. Tôi tưởng tính bây giờ 6 con hào ăn 6 con rồi, nó mắc lắm. Trời ơi. Trước khi chúng ta tổng kết số tiền chung cuộc của mỗi bạn thì chúng tôi xin phép được gửi số tiền của anh Đại Nghĩa. Đêm qua chiếc quạt anh Đại Nghĩa đấu giá được là 9.999.000. Thì anh Đại Nghĩa có chia ra hai phần, các bạn có thể mở ra và xem số tiền bên trong. Có tên, có tên. Dạ. Rồi, vâng này cảm ơn anh Đại Nghĩa. Dạ cảm ơn anh Đại Nghĩa rất là nhiều. Ý, dạ. Quanh mỏng lét nha. Anh gọi đâu giờ thì em thấy vậy. Ê, em thấy tiền lẻ rồi. Anh tiền chẳng không. Ngày hôm nay là cái ngày mà Nghĩa đồng hành cùng với Huy Khánh nhiều hơn. Cho nên là Nghĩa sẽ ưu ái cho Huy Khánh hơn một tí xíu. Hơn có đồng thôi. Thì coi như là 5 triệu dành cho Huy Khánh. Còn 4.999.000 đồng thì dành cho Duy Khánh. Dạ, em xin được cảm ơn anh Đại Nghĩa đã bán đấu giá cái quạt của mình được số tiền rất là lớn và đã chia cho em 5 triệu. Em xin được cảm ơn anh Đại Nghĩa. Dạ, em cảm ơn anh Đại Nghĩa rất là nhiều. Mặc dù là em không phải là trong đội của anh, nhưng em biết là cái tình cảm yêu thương của anh em mình kết quả như thế nào em không biết, nhưng mà chứ mà là né thua rồi. Nhưng mà em vẫn cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Vâng, và sau đây mời các bạn sẽ công bố số tiền của mỗi người. Số tiền của Huy Khánh là... Sau khi anh Khánh đếm rồi thì thật sự rất là áp lực. Cái gì đến thì cũng phải đến. À, xin cho chương trình kiểm tra lại ạ. Ê, đợt một của mình nó kiếm á, Khánh với anh Khánh có một triệu hai thôi. Mà bây giờ lên tới mười mấy triệu ghê chưa? Tại cái không gian mà môi trường mà buôn bán nó được kiểu đầu tư ấy, thì cái việc buôn bán mọi người cũng rất là thuận lợi. Vâng, vậy thì ở chặng Ninh Thuận lần này, phần thắng đã nghiêng về. Anh Khánh lớn xin chúc mừng anh. Bắn pháo bông nha. Phần thưởng ở chặng Ninh Thuận là 20 triệu đồng dành cho người chiến thắng, xin gửi tặng cho anh. Vậy là anh với em là một đều. Dạ. Và sau đây sẽ là phần tổng kết của mùa 1.
thì người nào có tổng số tiền tại Ninh Thuận và tại Tây Ninh cao hơn sẽ là người chiến thắng chung cuộc và sẽ được trao danh hiệu đệ nhất mưu sinh. Tuy nhiên các bạn cát đã bí mật gặp biên tập để rút vốn. Khánh nhỏ đã gặp biên tập để xin rút vốn với số tiền là 0 đồng. Là không rút. Dạ em không rút. Và anh Khánh lớn đã gặp biên tập rút vốn với số tiền là 325.000. Tổng số tiền của Tây Ninh và Ninh Thuận của Khánh lớn là 5 triệu dành cho Quy Khánh. Khánh nhỏ đã gặp biên tập để xin rút vốn với số tiền là 0 đồng. 17.565.000. Wow. Số tiền của Huy Khánh là 16.865.000. Vâng, số tiền của bạn Khánh là bao nhiêu ạ? 13.450. Và số tiền của bạn Khánh nhỏ ở chặng Tây Ninh và Ninh Thuận là 14.629.000. Anh Khánh lớn giành chiến thắng chung cuộc của đệ nhất mưu sinh mùa 1. Xin chúc mừng anh. Vâng, và phần thưởng chung cuộc đó là danh hiệu đệ nhất mưu sinh sẽ dành cho anh Khánh lớn cộng với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Khoảnh khắc được chiến thắng trọn vẹn hơn thì chương trình có bí mật chuẩn bị một món quà. Tuy nhỏ nhưng mà đây là tấm lòng của chương trình. Làm liền luôn hả? Có treo băng rôn vương miện không ta? Wow. Wow, cái gì đẹp quá vậy? Và đây chính là phần quà dành cho anh Huy Khánh. Thôi đâu có khó, thôi mình Khánh nghe. Anh có gì đâu, thôi. Tụi mình ở bên nhau cả một hành trình làm sao hết, không gặp. Wow, anh thấy em là giống nhất nha. Cái này là hình biếm họa nè. Cái nào là anh? Cái này là anh, cái này Duy Khánh. Không, nhưng mà rất là giống nha. Chương trình là một cái hình phiên bản rất là giống. Rất là dễ thương từ luôn. Cái nón, cái áo, bộ đồ. Và Huy Khánh cũng xin cảm ơn tất cả ekip đã cùng hai Khánh trong hai chặng hành trình. Và cảm ơn Duy Khánh đã cùng đồng hành với lại Huy Khánh trong suốt thời gian vừa qua. Yeah. Cảm ơn Trang Hí và cảm ơn Jun và tất cả những khách mời trước đó đã đến tham gia chương trình và đã trải nghiệm những cái nghề rất là đặc biệt. Rất là nhiều ngành nghề mà nếu như mình không tham gia chương trình thì mình cũng sẽ không bao giờ được cơ hội trải nghiệm và làm thử. Và một lần nữa là xin cảm ơn mọi người. Hy vọng là những khách mời tiếp theo của chương trình hãy mạnh dạn tham gia để có cơ hội trải nghiệm những nghề đặc trưng của từng vùng. Yeah. Vâng, và chương trình hy vọng rằng là bốn khách mời sẽ lưu lại khoảnh khắc này bằng máy ảnh của chương trình nè. Rồi, ok. Đang rồi, ok. Chương trình cũng muốn gửi một vài lời đến bạn Khánh nhỏ, đó là có thể rằng là bạn đã không chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên rằng hy vọng là những cái khoảnh khắc của tại chương trình sẽ là một món quà quý giá dành cho bạn. Và vì thế chương trình mong muốn có thể gửi tặng cho bạn tất cả những khoảnh khắc đó bằng chiếc máy ảnh này. Dạ, em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cái máy ảnh này thì có thể là nó sẽ giúp cho em sẽ lưu giữ được những kỷ niệm hoặc những khoảnh khắc của em với những người bạn. Sau khi em tham gia chương trình này, em thấy có quá nhiều cái hình để lấy liền á, thì em đã mua rất là nhiều 500 và em đã dán hết những cái hành trình mà em với lại khách mời trong chương trình đệ nhất mưu sinh lên những cái tủ lạnh đó. Và bây giờ em nghĩ là với cái máy ảnh này thì em sẽ còn có nhiều khoảnh khắc nữa trên tủ lạnh nhà mình. Dạ. Và chúng tôi cũng rất tiếc khi phải nói lời chia tay với Khánh nhỏ trong hành trình đệ nhất mưu sinh mùa tiếp theo. Rất cảm ơn bạn đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Dạ, lời cuối thì chắc là cho em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới anh Huy Khánh. Là một người anh, một người bạn đồng hành cùng với em trong chương trình đệ nhất mưu sinh này và cũng hỗ trợ cho em rất là nhiều. Có phước cùng hưởng, có quả cùng chiếu. À, trời ơi.
Em rất là cảm ơn chương trình vì đã tạo cơ hội cho em để làm những công việc mà em chưa bao giờ được làm hết. Này thật sự là trước giờ em vẫn luôn nghĩ mình rất là vô dụng á, nên là từ lúc mà chương trình mời thì em rất không dám nhận. Thì đến khi em đi đã cả hai chặng rồi thì em thấy là đúng mình vô dụng thật. Mình làm cái gì nó cũng đổ bể hết đó, nhưng mà nó mang lại cho mình rất là nhiều kinh nghiệm sống. Và hơn hết nữa là các khách mời nha, khách mời đồng hành của chương trình đó, cho Khánh cái cảm giác là Khánh cảm giác Khánh tham gia chương trình này là kiểu 10 năm nhìn lại á các bạn. Nó là những người bạn mà đã chơi rồi xong cái không gặp, hay đã gặp rồi mà không chơi á, rồi xong rồi đến với chương trình này á là Khánh được hội tụ luôn á. Dạ, hội tụ lại và Khánh gặp, nên là cũng xin lỗi mọi người vì không có cho mọi người ngủ vào mỗi buổi tối, nên là tại hay kéo ra tâm sự là tại vì nhớ mọi người thiệt. Cảm ơn ban biên tập, các anh quay phim, cảm ơn toàn thể ekip sản xuất chương trình Để Nhất Mưu Sinh đã cùng nhau cố gắng, đã cùng nhau vượt qua những sự mệt mỏi, khó khăn, vất vả để mang lại những cái hình ảnh cũng như là những cái thước phim đẹp nhất để gửi đến khán giả của chương trình Để Nhất Mưu Sinh. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì Huy Khánh và Duy Khánh đã rất là vui khi mà tham gia mùa đầu tiên. Thì mùa đầu tiên luôn luôn nó có những thiếu sót. Và chắc chắn là sẽ rút ngắn những cái thiếu sót đó lại, cũng giống như là khán giả sẽ được coi những cái tập tiếp theo nó hay hơn, hấp dẫn hơn. Thì hy vọng rằng khán giả hãy luôn yêu cái chương trình này và bắt đầu xem nó như là một món ăn tinh thần để ủng hộ cho cả ekip có thêm động lực để mọi người có thể làm tiếp mùa thứ hai. Một lần nữa em xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Và mọi người đừng quên đón xem chương trình Để Nhất Mưu Sinh vào lúc 20:35 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Để Nhất Mưu Sinh. Để Nhất Mưu Sinh đến với Bình Dương, một trong những tỉnh thành dẫn đầu GDP cả nước. Đã sẵn sàng. Chỉ đường đến 75 Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vui lòng kiểm tra lại hành trình trên màn hình trước khi xuất phát. Đường đã có, đi mưu sinh thôi. Chào mọi người, Huy Khánh đã trở lại với Đệ Nhất Mưu Sinh mùa 2 rồi. Khi mà tôi bước lên cái con đường danh vọng trở thành quán quân của mùa 1, trải qua rất là nhiều gian khổ, nước mắt có, máu có, nụ cười có, được ăn ngon có, được ngủ rất đã có luôn, và đang ngủ bị kêu dậy có luôn, và làm những cái việc nặng có thể bị chấn thương nếu như mà mình không có tập trung. Và bây giờ tôi đang rất là phấn khởi, rất muốn biết được đối thủ của tôi, người đó là ai, bước ra đi. Biết trái gì không? Trái ớt ạ. Sao nó màu tím vậy? Ừ, hay quá ha. Anh ăn thử xem cay không? Em không ăn được, nên không cay không? Ngọt. Ngọt hả? Thiệt, tích ít thôi, ngọt. Bí đỏ đủ 80kg rồi đó. Đổi cái khác đi anh, bí đao nè. Trời ơi, anh bí đỏ rồi còn bí đao nữa, anh đau dữ lắm rồi. Cuốn vậy là sản phẩm nó bị lỗi à, làm ra là bỏ cái sản phẩm. Để Nhất Mưu Sinh làm được đó, lô ga đi, cái này thì cái gì cũng làm được hết á. Rồi cho xe đựng gãy đôi. Trời ơi, chỉ cần 3 phút sau là chúng ta sẽ ăn được liền. Ui, mùi gì thơm quá vậy? Em mới hỏi gì?
Cái mùi gì thơm? À thơm hả? Nè, mì khoai tây potato chin. Ăn không? Chuẩn bị nha. Wow, ô thơm. Sao nghe, nghe mùi vị lẩu gà lá không? Cho em một miếng được không? Khoan từ đó, thấy không? Sợi mì vàng ống. Trời ơi à, chưa đâu, từ từ coi nè. Ai cha, vị đậm đà, ăn y như là ở ngoài tiệm. Trong đây có lá é nè, có bắp nè. Em lai cái bụng em hút miếng rồi. Đúng rồi, chịu gì nổi. À, trời ơi, múc luôn miếng thịt của người ta nữa. Đó, có phải sợi mì dai dai mềm mềm. Dính liền. Dính liền. Dễ chịu. Ê, cái mùi lá é thiệt nha. Cái vị này là mới nhất á. Mới nhất á, mới nhất á. Đang hot thành hot đó. Cái bộ cái nước đậm đà đậm ha. Nha. Hấp dữ hấp à. Đậm nha. Ừ, đậm nha. Rồi, ngưng ăn nha, đừng ăn của tôi nữa nha, đủ rồi nha. Đâu đâu có, đâu tôi đói ăn vậy đi, của tôi mòn của tôi mì nha. Sao được, lỡ rồi mà. Ngon không? Ngon vãi luôn. Ừ. Ngon dễ sợ ha. Ê, nó nghe nè. Thường á, anh ăn một gói là đủ no. Ừ. Mà giờ anh làm gói anh ăn anh cảm thấy anh vẫn đói. Biết tại sao không? Tại vì hai người ăn. Đúng rồi, một gói có ăn được nhiêu đâu, ăn được có một gấp tư à. Ừ. Nhớ lần sau đừng có phá anh nha. Nên là cuối cùng là cái tôi là anh Khánh chế cho mình ăn chứ không phải là anh chế anh ăn nữa. Cuối cùng chưa no luôn. Đuổi chuột có kiến diệt gián không? Nhà có chuột, đuổi chuột có kiến là diệt gián. Ủa kìa vậy, có kiến mà diệt gián. Báo được rồi lực ơi. Trời ơi, tôi báo được. Đã có đôi lần thầm. Này là gì đây? Ê. Không dưng ai dễ đem phần tới chưa? Dọn sẵn cái này cho mình tự làm, mình tự ăn. Nếu là của lo, của cho. Đúng rồi, không ăn. Mình tự ăn.